chương 211, hỏa dược tồn tại. Trương Lương Trần chờ. Thiên quân bản thứ hai, đệ nhất. Thần cơ doanh. Đại minh quân đội bên trong, 5 quân dị doanh trận, 3.000 dị thám báo, thần cơ dị hỏa khí. Đây cũng là thần cơ doanh hình thức ban đầu. Sau đó, đại minh thiết lập về sau, từ chu lệ tự mình xuất lĩnh, trang bị có súng kiếp, hỏa súng chờ, sáng lập chính thức thần cơ doanh. Mà ở dưới loại tình huống này, cũng chỉ là ghi tên thiên quân bản thứ ba. kỳ thứ hai, đệ nhất cường đại, có thể tưởng tượng được phụ hoàng an tâm theo như thần biết cái này cửu châu bên trong ngoại trừ kia trong sạch có một chút hỏa súng hình thức ban đầu nhưng cũng không hoàn thiện bên ngoài còn lại tất cả vương triều cũng không hỏa khí như thế thần cơ doanh chi thịnh mạnh hơn cửu châu nhiều vậy đối với mình một tay sáng tạo ra thần cơ doanh chu lệ cực kỳ tự tin huống chi ngoại trừ bọn họ đại minh bên ngoài vô luận là đại tần đại hán chờ vô thượng vương triều cũng hoặc là còn lại lớn nhỏ vương triều đều không có sinh ra hỏa khí khi đại thanh, cũng không quá là biên quan tái ngoại một ít dân tộc du mục thiết lập vương triều, căn bản không đáng nhắc tới. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ đại minh thần cơ doanh, chính là cửu châu số 1. Là chân chính vô địch chi sư. Cho dù hiện tại chỉ ghi tên thiên quân bản thứ ba, nhưng mà chu lệ tin chắc, nó thực lực chân chính, đủ để đứng hàng cửu châu đỉnh phong. Ân. Ừ. Nhưng mà, ánh mắt của hắn, vẫn là gắt gao nhìn chầm chầm thiên đạo kim bản hình ảnh, cơ hồ không có một chút nghiêng về. Cùng này cùng lúc, cửu châu còn lại vương triều, Vô số sinh linh ánh mắt cũng đều rơi vào thiên đạo kim bản bên trên. Nhìn đến cái kia vốn là mông lung hình ảnh từng bước rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một chi đại quân phù hiện ở trong hình. Cùng đại tần chờ vương triều còn hắc bất đồng, cái này một chi áo giáp chính là hồng sắc. Xa xa nhìn lại, nó cực kỳ dễ thấy, cho người một loại uy nghiêm cảm giác. Ầm. Uhm. Rất nhanh, cái kia vốn là mông lung hình ảnh hoàn toàn bị để lộ, Cửu Châu tất cả mọi người đều nhìn thấy cái này một nhánh quân đội chân thực diện mạo đó là cái gì? Chỉ có điều, mới nhìn một cái, tất cả mọi người đều là sững sờ, ở trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì, cùng cửu châu bình thường quân đội không giống nhau. Cái này một chi đại quân, cũng không trang bị trường mâu, đau thương chờ cửu châu quen dùng binh khí, ngược lại thì dùng một ít đen như mực trường quản giống như đồ vật. Nó cực độn, cũng không có thứ gì phong mang, giống như thiêu hỏa côn một dạng, cực kỳ tầm thường. Cái này khiến cửu châu mọi người hơi nghi hoặc một chút. Dù sao, tại tuyệt đại đa số người xem ra, chỉ có sắc bén nhất trường mâu đao kiếm mới là chiến trường bên trên duy nhất lợi khí gậy gỗ thiết côn hàng ngũ chỉ thích hợp đang huấn luyện quân đội chi lúc vì phòng ngừa thương vong đồ thay thế trên chiến trường căn bản sẽ không có tướng lãnh ngốc đến dùng loại này trường côn huống chi mọi người thấy rõ tích kia trường quản cũng không chính thức thiết côn nó nội bộ bên trong không trung như chiến trường đối địch sợ rằng căn bản là không có cách tạo thành quá nhiều thương tổn như thế căn bản là vô pháp chiến thắng đối thủ như vậy hắn đến tục cùng là làm sao có thể ghi tên thiên quân bản thứ ba đâu. Một khắc này, nhìn đến thiên đạo kim bản trên liền hiện ra hình ảnh, toàn bộ cửu châu đều có chút trầm mặt xuống. Đại hán, đối với cái này thần cơ doanh, các ngươi hiểu rõ bao nhiêu. Lưu bang ánh mắt chậm rãi quét qua toàn triều văn võ, chậm rãi mở miệng hỏi nói. Tuy nói, đối với cửu châu tuyệt đại đa số đến nói, đối với cái này thần cơ doanh loại này binh khí cảm thấy có chút không thể hiểu được. Dù sao, loại này giống như thiêu hỏa côn đồ vật, thật sự là làm cho không người nào có thể để cho người sản sinh sợ hãi tâm lý. Nhưng trong lúc mơ hồ, Lưu Bang lại cảm thấy, cái này thiêu hỏa côn về sau, có lẽ còn cất giấu một ít huyền cơ. Không phải vậy, cái này thần cơ doanh. Dựa vào cái gì ghi tên thiên quân bản thứ ba? Liền hắn đại hán thiết kỵ, cũng chỉ là thứ năm mà thôi. Tự hồ, nó quen dùng một loại tên là hỏa dược đồ vật. Nghe vậy, tấm kia lương trầm mặt chốc lát, chợt trầm giọng mở miệng nói. Vậy thần cơ doanh, chính là lấy hỏa dược làm vũ khí. Đương nhiên, đối với lần này thần chỉ là có chút nghe thấy, cũng không tận mắt nhìn thấy. Cụ thể làm sao còn còn chưa thể biết được. Hỏa dược. Nghe thấy Trương Lương lời này, mọi người đều là sửng sờ, trong đôi mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Đối với bọn hắn đến nói, cái này hỏa dược là một cái hoàn toàn xa lạ tên. Hơn nữa, hỏa chính là từ triều đình cho tới bách tính, đều ý lại lại ắt không thể thiếu tồn tại. Về phần dược, hẳn đúng là thuốc và kim châm cứu, là dùng để trị bệnh cứu người quan trọng chi vật hai người này, làm sao liên hệ với nhau đâu? Hỏa dược, đây là vật gì? Thậm chí, ngay cả lưu bang trong ánh mắt, đều thoáng qua một tia nghi hoặc, không nhịn được mở miệng lần nữa hỏi. Bẩm bệ hạ, lửa này dược chính là một ít luyện đang thuật sĩ, trong lúc vô tình luyện thành. Nghe nói như vậy, Trương Lương suy nghĩ chốc lát, chậm rãi mở miệng nói. Thần lúc trước du lịch Cửu Châu, từng có may mắn gặp qua vật này. Chỉ là... Nói tới chỗ này, Trương Lương bỗng nhiên dừng một cái, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Chỉ thấy, hắn thoáng trầm mặt chỉ chốc lát sau, lúc này mới lại một lần chắp tay, hướng về phía Lưu Bang mở miệng nói. Chỉ là, hắn luôn luôn chỉ dùng với lễ nhạc, chế thành tên là khói lửa, pháo cối các loại. Luyện đang thuật sĩ. Khói lửa. Làm trương lương thanh âm rơi xuống, toàn bộ triều đình lại một lần lọc vào một phía ngốc trệ. Những thứ này, tự hồ cũng cùng thiên đạo kim bản trong hình thần cơ doanh. Không có bao nhiêu liên hệ đi. Lúc này, trương lương giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía thiên đạo kim bản hình ảnh nhẹ giọng lẩm bẩm nói thế nhưng vật này làm sao đã thương người tại đã từng du lịch cửu châu thời điểm trương lương gặp qua cái này cái gọi là khói lửa hơn nữa còn đích thân bỏ qua cho nó cực kỳ rực rỡ giống như mộng ảo đương thời trương lương đã từng nghĩ tới có được hay không đem dùng để quân đội bên trong nhưng mà nó cực dễ dàng nổ lại không ổn định tại suy nghĩ chỉ chốc lát sau trương lương vẫn là vứt bỏ cái ý nghĩ này nhưng là bây giờ Nhìn thấy thiên đạo kim bản bên trên thần cơ doanh, Trương Lương trong tâm khó miễn sinh ra giống nhau một cái suy nghĩ. Khói lửa làm vũ khí. Nghe thấy Trương Lương tự lẩm bẩm, đại hán còn lại quần thần cũng không khỏi sửng sốt một chút. Trong bọn họ, cũng có một ít người hiểu rõ cái này khói lửa tồn tại. Nhưng mà, cùng Trương Lương một dạng, bọn họ chỉ đem nó xem như giải trí a. Mà hôm nay, nhìn thấy cái này thần cơ doanh tồn tại, bọn họ có chút chần chờ. Thuốc lá này hỏa, thật có thể giết địch. Như có thể mà nói lại có bao nhiêu đại uy lực. Chương 212, khiếp sợ. Thần cơ doanh đối chiến mông cổ thiết kỵ. Kỳ thực, không chỉ là đại hán. Đại tần, đại đường, đại tống. Một khắc này, tất cả vương triều đế vương trong tâm, đều là thoáng qua loại này một cái nghi hoặc. Trong bọn họ, cũng có một ít người từng du lịch cửu châu, thỉnh thoảng nghe nói qua cái này thần cơ doanh một ít tin tức. Thậm chí, đại tống, đại đường chờ vương triều, tự thân đều có hỏa dược tồn tại. Đặc biệt là đại tống nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, lửa này dược chính là đại tống một cái luyện đan sư vô ý ở giữa phát minh, cũng tại cửu châu quảng bá. Chính là, bọn họ lại không quá lý giải, cái này thần cơ doanh đến tục cùng là một chi dạng nào đại quân. Đại tần Cùng một một dạng vương triều một dạng, doanh chính đối với lửa này dược tin tức, cũng là biết rất ít. Hơn nữa, cái này thần cơ doanh. Không khỏi, doanh chính ánh mắt khẽ nhúc nhích, rơi vào ở đây toàn triều văn võ trên thân, trên mặt thoáng qua một tia vẻ hỏi thăm. Nhưng mà, đối mặt doanh chính hỏi thăm, mọi người tại đây thần sắc cứng lại, đều xuống ý thức tránh né. Dù sao, đại tầng khoảng cách đại minh, thật sự là quá mức xa xôi một ít. Hơn nữa, lẫn nhau cách nhau đến đại hán, đại đường, đại tống chờ vô thượng vương triều. Lại thêm, đại minh không giống như là đại tống, cùng tất cả ở giữa đều có mậu dịch qua lại. Về phần chiến sự, càng là cùng đại tầng không chút liên hệ nào. Cho nên, coi như là một số người thỉnh thoảng từng đi tới đại minh, cũng chỉ là thỉnh thoảng đường tắt, cũng không ở lâu đối với thần cơ doanh một chuyện, càng là không rõ lắm hiểu rõ. Xem ra, cửu châu ẩn tàng bí mật, còn rất nhiều. Nhìn thấy tất cả mọi người trầm mặt bộ dáng, danh chính thần sắc cũng không biến hóa quá nhiều, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía kia một chi cầm trong tay hắc sắc trường côn đại quân, nhẹ giọng lẩm bẩm. Thân là đế vương, hắn đương nhiên sẽ không giống như cửu châu tuyệt đại đa số sinh linh một dạng, cho rằng là vật vô dụng. Thậm chí, theo bản năng, đối với cái này một chi tên là thần cơ doanh đại quân, mang theo một loại cảnh giác. Đại Minh Nghe thấy doanh chính lẩm bẩm, vương tiễn, Lý Tư chờ người thần sắc cũng hơi có chút ngưng trọng. Tuy nói, bởi vì cửu hoàng tử quan hệ, đại tần có một chi đại quân lên trời quân bản. Nhưng mà, đại tần thiết kỵ lại chậm chạp chưa hiển lộ tại trên thiên bản. Dựa theo mọi người đối với đại tần thiết kỵ thực lực cân nhắc, nó hẳn là cùng đại hán thiết kỵ, đại đường huyền giáp quân thực lực xê xích không nhiều. Nhưng hôm nay, khi hai người đều đã lên bản, nhưng bài danh không tính quá cao. Đại tần thiết kỵ, lại nên sẽ như thế nào? Thần cơ doanh sao? lúc này luôn luôn hiện ra cá mạng bộ dáng hướng về phía thiên quân bản có chút hứng thú lan sang doanh vân ánh mắt đều là hơi ngưng tụ có chút bất ngờ vũ khí nóng sao có thể nói tại hôm nay cửu châu bao gồm thần cơ doanh nơi ở đại minh đều không có người so với hắn càng giải kia hỏa dược cường đại đây là từ vũ khí lạnh đến vũ khí nóng chuyển biến tuy nói hôm nay kia thần cơ doanh trang bị còn cực kỳ lạc hậu cùng vũ khí lạnh căn bản là không có có xuất hiện triệt để cắt đứt nhưng mà đây là một loại xu thế Lúc trước, Doanh Vân đã từng đã đến Đại Minh, đương thời mặc dù nghe qua thần cơ Doanh một ít sự tích, lại bởi vì một ít nguyên nhân không có thâm nhập dò xét. Mà hôm nay, ngược lại có cơ hội gặp một chút cái này thần cơ Doanh. Cái này khiến Doanh Vân lòng hiếu kỳ, cũng không khỏi bị câu dẫn lên. lay động. Mà đang ở cửu châu cơ hồ ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn sang thời điểm, kia phía trên trời cao hình ảnh hơi trôi qua, kia một chi đại quân. Bỗng nhiên động. ầm ầm Chỉ thấy, bọn họ bước lên trước, đưa đến mặt đất đều khẽ rung lên. Rất chỉnh tề. Phía trước, có kỵ binh mở đường. Phía sau, chính là tay kia nắm giữ đen nhánh trường cung tướng sĩ. Xa xa nhìn lại, cho người một loại bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó cảm giác. Có thể nói, đây là một chi tinh nhuệ. Nhìn đến thiên đạo kim bản trong hình hành quân hình ảnh, tất cả mọi người trong đầu, đều thoáng qua một ý nghĩ như vậy. Tuy nói chỉ là đơn giản hành quân, nhưng thấy mầm biết cây. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận, cái này một chi đại quân kỷ luật chi nghiêm minh, đủ để xưng là tinh nhuệ. Thậm chí, như trong tay thiêu hỏa côn. Đổi thành cửu châu quen dùng trường thương, đao kiếm, đủ để cho trong lòng bất kỳ ai cảm thấy một hơi khí lạnh. Đương nhiên, hắn nhân số cũng không nhiều, chỉ có ước chừng 5.000 người. Loại này số lượng, cũng chỉ là thoáng so với kiêu huyết kỵ nhiều hơn một chút mà thôi. Nhưng mà, cửu châu mọi người hiểu rõ, kỳ năng so sánh huyết kỵ bài danh cao, đại biểu ý nghĩa quá lớn. Trong này, tuy nói có vài người đã đoán được, cái này thần cơ doanh tự hồ là lấy hỏa dược ngăn địch nhưng đến tột cùng làm sao lại còn chưa thể biết được ầm uhm. mà đang ở cửu châu mọi người suy đoán có chút không rõ vì sao thời điểm kia phía trên trời cao hình ảnh lại là chợt lóe tiếp theo kia mấy ngàn thần cơ doanh bốn phía không biết lúc nào vây đầy kỵ binh bên trên cờ hiệu bồng bềnh có một cái nguyên chữ từ kia đại kỳ trên lá cờ hiển hóa tùy gió phiêu lãng đại nguyên nhìn đến cái này đột một xuất hiện đại quân cửu châu mọi người đều rung một cái thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Phải biết, cửu châu bên trên, ngoại trừ hung nô, độc quyết loại này dân tộc du mục bên ngoài, dị tộc bên trong, còn có tương tự với đại nguyên, đại thanh loại này dị tộc vương triều. Đặc biệt là đại nguyên. Nó cực kỳ cường thịnh, có một đoạn thời gian, thậm chí đủ để sánh vai vô thượng vương triều, lãnh thổ càng là cực kỳ mênh mông. Nói riêng về lãnh thổ diện tích, sợ là đại hán, đại tần loại này vô thượng vương triều, đều không thể cùng sánh vai. Cùng lúc, nó mông cổ thiết kỵ, cũng đủ để sánh ngang vô thượng vương triều đại quân. Có thể nói, tại cửu châu dị tộc bên trong, cái này đại nguyên cường thịnh nhất. Nếu không là sau đó đại minh lực lượng mới xuất hiện, tại vô thượng vương triều hàng ngũ bên trong, cái này đại nguyên ác sẽ có một chỗ ngồi. Cho dù hôm nay, cửu châu công nhận vô thượng vương triều bên trong, không có đại nguyên. Nhưng lại không có nghĩa là, kỳ hội yếu. Thậm chí, bởi vì đời trước là dân tộc du mục, cái này mông cổ thiết kỵ chiến lực, muốn vượt qua rất nhiều vô thượng vương triều. Mà bây giờ, kia thần cơ doanh mấy ngàn người bị mông cổ thiết kỵ bao vây tuy nói cái này thần cơ doanh cũng có kỵ binh tồn tại nhưng rất rõ ràng cùng trước mắt kia không có giới hạn mông cổ thiết kỵ so sánh chỉ riêng là thị giác bên trên đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé hắn sẽ làm sao giành thắng lợi một khắc này nhìn đến thiên đạo kim bản hình ảnh cửu châu tất cả mọi người trong đầu đều thoáng qua loại này một cái nghi hoặc kỳ thực tại chứng kiến này thiên đạo kim bản lúc trước hiển hóa ra ngoài hình ảnh tất cả mọi người đều hiểu rõ trừ tại cực kỳ tình huống đặc biệt phía dưới, nếu không ghi tên thiên đạo kim bản đại quân, không thể nào thất bại. Cho dù thỉnh thoảng bại một lần, cũng có thể nhanh chóng cuộc khởi, như lưu tinh xẹt qua thương khung, cho người lưu lại quá nhiều chấn động. Có thể tưởng tượng, cái này một chi thần cơ doanh, ắt sẽ có thể lấy được thắng lợi. Nhưng mà, chỉ bằng những người đó trong tay thiêu hỏa côn. Làm sao có thể chiến thắng cái này mông cổ thiết kỵ? Đối với lần này, cửu châu mọi người không khỏi tò mò. Đại Minh Tử Cấm Thành mông cổ thiết kỵ. Tại trẩm thần cơ doanh trước mặt, nào có cái gì thiết kỵ lời nói. Chỉ là, chậm chạp cảo A. Không đáng nhắc tới. Chương 213, một tiếng vang thật lớn. Phá vỡ cửu châu nhận thức. Trong này, tuy có thời vận quan hệ. Ví dụ như, tại nguyên triều dưới sự thống trị, vô luận là bách tính, thậm chí quyền quý, đều đối mặt cực lớn áp bách, dùng dập khởi binh tạo phản. Thế cho nên, để cho hắn tại khởi nghĩa ban đầu, cũng không có đụng phải đại nguyên kỵ binh triệt để nghiền ép, cho hắn một hơi thở cơ hội thở dốc. Mà trừ chỗ đó ra, kia hỏa khí sử dụng cũng đưa hắn sáng tạo cực lớn tiện lợi. Có thể nói, đang cùng đại nguyên kháng cự, thành lập đại minh trong quá trình, lửa này khí có thể nói là lập xuống cực lớn công huân. Nhưng có thể hay không đi tới hôm nay bước này, liền còn chưa thể biết được. Tại chu lệ thống soái phía dưới, càng là sáng kiến thần kinh doanh. Chúng ta thần cơ doanh, làm trên vô địch hai chữ. Ầm. Um, thần cơ doanh người Lấy đội vì là đơn vị cơ bản, mỗi đội tổng cộng có 57 người. Đội trưởng, phó đội trưởng các một người, kỳ quân 55 người, bên trong kỳ thương 3 người, bài 5 người, trường đao 10 người, thùng thuốc 4 người, thần cơ thương 33 người. Mà cái này 5.000 thần cơ doanh binh lính. Đại khái có thể chia làm 100 đội. Mà vây công bọn họ mông cổ thiết kỵ, chính là thứ 10 lần, số người 5 vạn. Hơn nữa, đều là tinh nhuệ chi sư. Từ xưa đến nói, đối mặt bộ binh, kỵ binh có thiên nhiên ưu thế cái này thần cơ doanh tuy nói có một chút kỵ binh mở đường nhưng đối mặt cái này mông cổ thiết kỵ lại xa xa chưa đủ về phần kia thiêu hỏa côn tuy nói cửu châu mọi người đối với hắn có cực lớn mong đợi có thể tại thực lực này gần như nghiền ép dưới tình huống còn là nghĩ không ra vật này làm sao có thể vượt qua mông cổ thiết kỵ cứ việc trước đây có một chút cứng lãnh từng lấy gậy gỗ gõ chân ngựa dùng cái này đến chống cự kỵ binh tấn công hơn nữa hiệu quả không sai thế nhưng thiêu hỏa côn so với loại này gậy gỗ, lại qua với tinh tế một ít. Cái này đã đưa sứ, cửu châu mọi người trăm mối vẫn không có cách giải, hoàn toàn không nghĩ ra cái này thần cơ doanh nên như thế nào vượt qua kia mông cổ thiết kỵ. Nên địch. Liền làm lúc này, thiên đạo kim bản trong hình, kia thần cơ doanh đối mặt mông cổ thiết kỵ trùng kích, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thấy, kia mỗi một trong đội, dài bài thủ đứng tại phía trước nhất. Bên cạnh hắn, có cầm đao người, các năm cái, ở tả hữu. Sau đó, là 11 cái cầm trong tay thiêu hỏa côn binh lính, mỗi một thân thể bên, sau lưng đều đi theo một người. Lúc này, khi thiêu hỏa côn đối diện lấy trước mắt mông cổ thiết kỵ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây là muốn làm gì? Thấy một màn này, cửu châu mọi người không khỏi lại là sửng sốt một chút. Cái này tựa hồ, tương tự với cung nổ thủ bài binh bày trận. Nhưng vấn đề là, mọi người căn bản là không có có nhìn thấy bất luận cái gì cung nỏ. Chỉ có trong lúc này không thiêu hỏa côn. Chẳng biết tại sao mơ hồ để lộ ra chút hàng ý. Kết. Mà đối mặt cái này thần cơ doanh, khi mấy vạn mông cổ thiết kỵ, cũng là phát động tiến công. ầm um, ầm um. Chỉ một thoáng, mấy vạn chiến mã rít lên, tự hồ che giấu hết thảy huyên náo. Một khắc này, cửu châu trong mọi người tâm, không khỏi siết chặt. Thậm chí, có một chút người đã mơ hồ nhìn được, khi mấy ngàn thần cơ doanh, bị mấy vạn thiết kỵ chôn vùi, không ngừng chảy máu tràn diện. Hoành. Liền khi tất cả người, đều tại vì là kia thần cơ doanh âm thầm đổ mồ hôi hột thời điểm một tiếng kinh thiên tiếng vang đột nhiên vang vọng với bên trong đất trời đó là thiêu hỏa côn một khắc này cửu châu mọi người rõ ràng nhìn thấy cái kia vốn là bị bọn hắn trở thành thiêu hỏa côn cảm thấy không có ý nghĩa gì thiết côn có khói xanh lượng lờ chậm rãi bao phủ mà ban nãy kia một tiếng vang thật lớn cũng là xuất từ cái này một cái thiêu hỏa côn cũng là tại cửu châu mọi người không có phản ứng qua đây chi lúc kia mông cổ thiết kỵ bên trong có một người lồng ngực bị triệt để xé rách lưu lại một cái sâu không thấy đáy hầm động thậm chí ngay cả kỵ binh kia bốn phía sinh linh đều bị liên lụy hiện ra lớn nhỏ không đều vết thương về phần nguyên bản gầm thét như muốn dẫm đạp lên hết thảy chiến mã đều xuống ý thức đình trễ xuống toàn bộ thiên đạo kim bản trong hình đều hiện ra một loại quỷ dị yên tĩnh đây là xảy ra chuyện gì nhìn thấy một màn này toàn bộ cửu châu vô số sinh linh trong đầu đều thoáng qua loại này một cái nghi hoặc chính là còn chưa chờ trong lòng bọn họ nghi hoặc cởi ra. Vô số đạo tiếng vang lớn, lại một lần vang vọng. Hoành! 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 Chỉ thấy, khi thần cơ doanh bên trong, mỗi một đội đều cách một người để một cái thiêu hỏa côn. Tổng cộng có sáu chi. Còn có năm chi, xếp hàng với hắn nhóm về sau, tự hồ là với tư cách dự phòng. Khi tiếng vang lớn chính là từ những cái kia thiêu hỏa côn bên trong truyền ra. Hơn nữa, mọi người còn có thể rõ ràng nhìn thấy, mỗi khi phát ra một tiếng vang thật lớn, đều có người nhét vào một vài thứ. Thay đổi mà thả, thứ tự mà chuyển. Trật tự nghiêm minh. Mà tại một tiếng này tiếng nổ bên trong, cái kia vốn là kỷ luật nghiêm minh, nhìn như đủ để nghiền ép kia một chi thần cơ doanh mông cổ thiết kỵ, vậy mà tại tan vỡ. Đầu tiên chịu ảnh hưởng là chiến mã. Một tiếng kia tiếng nổ, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã, đều chịu đến cực kỳ kinh hải hù dọa, không ngừng gào thét. Như không những kỵ binh kia liều mạng khống chế, sợ rằng đã chạy tứ tán. Bất quá, nếu chỉ là như thế mà nói, ngược lại không đến nỗi để cho mông cổ thiết kỵ toàn tuyến hỏng mất. Dù sao, hôm nay bọn họ, tại số người bên trên, vẫn chiếm cứ ưu thế cực lớn. Chỉ dựa vào đến tiếng vang, không đủ để cho tự tan. Quan trọng nhất là, kia từng cây từng cây thiêu hỏa côn. So với cửu châu mạnh nhất cung nỏ, tự hồ cũng mạnh hơn mấy phần. Chỉ cần bị nó bắn trúng, liền tính không phải là yếu hại, cũng sẽ trong nháy mắt mất đi lực chiến đấu. Thậm chí, còn có thể ảnh hưởng đến bốn phía chỉ là mấy vòng tiếng vang lớn mà thôi ít nhất liền có mấy ngàn thương vong mà kia thần cơ doanh cũng không một người tổn thất đại hán vị ương cung lưu bang bỗng nhiên đứng dậy trên mặt hiện ra một tia âm u chậm rãi lẩm bẩm nói đây rốt cuộc là cái gì mấy cây thiết côn mà thôi vậy mà có thể phát ra như thế tiếng vang lớn còn có kia đủ để xuyên thấu thiết khải không biết lực lượng những này hoàn toàn phá vỡ lưu bang trước sau như một nhận thức hắn thấy phàm là cung nỏ hẳn là dùng một kiếm hoặc là thiết tiễn, lấy cung kéo ra, đánh bại địch nhân. Có thể kia từng cây từng cây thiêu hỏa côn. Không có bất kỳ cung nỏ nên có đặc thù, lại có thể phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Thật sự là, để cho người có chút không rét mà run. Chương 214, Cửu Châu chấn động. Hỏa súng chính thức chỗ cường đại. Khói lửa chế thành binh khí. Lúc này, Trương Lương trầm mặt chốc lát, hướng về phía Lưu Bang thoáng chắp tay, trầm giọng mở miệng nói: "Bệ hạ, đại hán cũng phải như vậy, học tập lửa này ký sử dụng lúc trước trương lương liền đối cái này đại minh thần cơ doanh có một chút giải nhưng mà cũng không đúng xí tại trương lương trong tâm chiến tranh mạnh yếu mặc dù cùng trang bị chặt chẽ không thể tách rời nhưng quân đội kích thước lớn tiểu trọng yếu hơn nhưng bây giờ làm hắn nhìn thấy kia thần cơ doanh bên trong loại ý nghĩ này lặng lẽ phát sinh một ít thay đổi thân là đại hán triều đường bên trên số một mưu thần trương lương đối với cửu châu bố cục biến hóa cực kỳ rõ ràng hắn biết rõ làm cửu châu thấy được cái này thần cơ doanh chính thức chỗ cường đại sau đó, tất nhiên sẽ cạnh tranh dáng vẻ mô phỏng theo. Thậm chí, vì có thể đủ càng cường đại hơn, có thể tưởng tượng, cửu châu bên trong, vô số người giỏi tay nghề tất nhiên không ngừng đem cải tiến. Đại hán, cũng nhất thiết phải như thế. Nếu không, tất nhiên sẽ bị cửu châu đào thải. Ân. Ừ. Mà nghe thấy Trương Lương mà nói, mọi người tại đây, bao gồm lưu bang tại bên trong, đều không khỏi gật đầu một cái, tán đồng cái này một cái quan điểm. Truyền trẩm lệnh, phái sứ giả đi tới đại minh cần phải hiểu rõ cái này thần cơ doanh bí mật chỉ thấy lưu bang đang trầm mặt chỉ chốc lát sau ánh mắt chậm rãi quét qua toàn triều văn võ trầm giọng mở miệng nói tuy nói hiện tại lưu bang còn chưa có chính thức lý giải kia thiêu hỏa côn vì sao có thể phát huy ra cường đại như vậy uy lực nhưng thân là đế vương trực giác hãy để cho hắn truyền đạt mệnh lệnh này ừ nghe vậy ở đây đại hán văn võ đều là trịnh trọng chấp tay không có nổi một người người phản đối dù sao kia thần cơ doanh cường đại để bọn hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Cùng đại hán một dạng, cửu châu còn lại vương triều, tại nhìn thấy kia thần cơ doanh bên trong, đều sản sinh tương tự suy nghĩ. Trong này, lấy vô thượng vương triều là nhất. Vốn là, tại mấy cái này vô thượng vương triều bên trong, ngoại trừ đại tống bên ngoài, tại quân sự bên trên thực lực đều lớn không kém nhiều. Tại lúc trước, thiên đạo kim bản buông xuống, vốn là để cho đại tần đánh vỡ sự cân bằng này. Tuyệt thế bản thứ nhất, thuộc về đại tần, hơn nữa thu được thiên đạo chúc phúc. Mà hôm nay cái này đại minh cũng mơ hồ có đánh vỡ thăng bằng xu thế. Cái này khiến đại hán, đại đường loại này vô thượng vương triều, làm sao cam tâm. Đại hán còn tốt. Nó cùng đại minh, dù sao cách nhau mấy cái vương triều, lại thêm lúc trước thiên đạo chúc phúc, tại bản thổ bên trên, quân đội chiến lực gấp bội. Cái này liền đại biểu, đại hán tại đối kháng ngoại lai thời điểm xâm phạm, có càng thêm ưu thế cự lớn. Nhưng đối với đại đường đến nói, cái này coi như không là một chuyện tốt. Đi xung quanh hắn đại đường vậy mà thành đại tống bên ngoài, vô thượng vương triều bên trong lót đáy tồn tại. Cái này khiến luôn luôn tâm cao khí ngạo lý thế dân, căn bản là không có cách tiếp nhận. Cùng này cùng lúc. Đại Minh. Tử Cấm Thành. Qua lâu như vậy, hắn Đại Minh rốt cuộc hãnh diện một lần. Nếu không mà nói, chẳng phải là để cho cửu châu khinh thường hắn Đại Minh Vương Triều. Thần cơ doanh cường đại, hoàn toàn không chỉ như thế. ầm Năm vạn mông cổ thiết kỵ, đối với năm nghìn thần cơ doanh. Hơn nữa, đây là đang vây công cơ hồ không có đường lui dưới tình huống đối mặt cục diện như vậy cho dù là có đủ nhất kinh nghiệm tướng lãnh đều không tìm ra chút nào đường ra nhưng mà kia thần cơ doanh bằng vào trong tay thiêu hỏa côn cứ thế mà đem năm vạn kỵ binh đánh tan đây là một đợt cấp bậc sử thi chiến đấu đủ để phá vỡ cửu châu bất cứ người nào khái niệm cũng chính vào lúc này cửu châu mọi người lần thứ nhất hiểu rõ kia thiêu hỏa côn tên kỳ danh hỏa súng nó lấy hỏa dược vì là tiễn lực sát thương đủ để xuyên thấu bất luận cái gì chiến giáp, tạo thành vết thương trí mệnh. Chỉ thấy, kia trong hình, kỵ binh tại mệt nhọc chạy thoát thân. Thậm chí, rất nhiều kỵ binh dưới trướng chiến mã, không biết ném đi nơi nào, chỉ có thể lấy hai chân, hướng phía bốn phía không ngừng dân trào. Mà ngay tại lúc này, đi theo cái này thần cơ doanh bên trong một ít kỵ binh, chính là phát huy đầy đủ suất từ chính mình tính cơ động. Thu hoạch, còn đang tiếp tục. Vốn là, đối với kia mông cổ thiết kỵ đến nói, ở chính diện chiến trường bên trên đánh bại những cái kia đại binh kỵ binh quả thực là thành thạo có dư nhưng mà thần cơ doanh dưới sự che chở cái này mông cổ thiết kỵ căn bản là không có chút nào sức chống cự chỉ có thể bị không ngừng đồ sát cũng may thần cơ doanh tuy nói cường đại nhưng bởi vì nó thuộc về bộ binh tốc độ di chuyển hơi chậm điều này cũng đã đưa sứ kia năm vạn mông cổ thiết kỵ cũng không có toàn bộ tổn thương nhưng dù cho như thế cũng đủ để cho người chấn động loại kia tên là hỏa súng tồn tại tương tự với thiêu hỏa côn nhưng lại có vượt quá tầm nỏ bắn cùng lực sát thương hơn nữa nó phát ra tiếng vang lớn đối với kỵ binh đến nói quả thực là trí mạng chỉ là như thế sao một khắc này cửu châu mọi người thấy kia chạy tứ tán kỵ binh vốn là đối với cái này thần cơ doanh hoảng sợ nhất thời xua tan không ít dù sao bọn họ có thể thấy được cái này thần cơ doanh tuy mạnh nhưng lại có nghiêm trọng tai hại nó nhét vào tốc độ quá chậm như lấy cung nổ thủ đối địch tuy có thể có thể sẽ tổn thất không ít, nhưng lại có thể tiên phát chế nhân. Tối thiểu, sẽ không giống kỵ binh kia một dạng, bởi vì chiến mã bị giật mình mà nhanh chóng tan vỡ. Hơn nữa, bọn họ còn chứng kiến, cái này thần cơ doanh tướng sĩ cũng không phải quá nhiều. Số người chỉ có 5, 6 ngàn. Tại phía trên chiến trường thực sự, tuy nói có thể sẽ phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nhưng nếu nói là đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng, vẫn là cực kỳ nhỏ. Đặc biệt là, đang động triết mấy chục vạn, thậm chí gần trăm vạn đại quân bên trong ảnh hưởng lực suy yếu rất lớn nhìn đến đây cửu châu không ít vương triều đế vương thần sắc thoáng hòa hoãn một ít chỉ là như thế mà nói ngược lại cũng không cần kia một dạng khẩn trương về phần kỳ năng ghi tên thiên quân bản chỉ sợ là bởi vì kia hỏa súng tính đặc biệt đi không khỏi cửu châu mọi người trong đầu thoáng qua một ý nghĩ như vậy ầm uhm. mà đang khi hắn nhóm thoáng an tâm tính toán đem cái này thần cơ doanh không hề để tâm thời điểm thiên đạo kim bản hình ảnh lại là biến đổi cái này một lần không còn là cùng kỵ binh nhất chiến mà là công thành chỉ thấy kia trong hình người thần cơ doanh cân nhắc tự hồ mở rộng một ít đạt đến một hai vạn nhưng bọn họ đối mặt không còn là năm vạn mông cổ thiết kỵ mà là một tòa vô cùng rộng rãi thành tường mấy chục nhận cẩn trọng thành tường có thể nhìn thấy kia một tòa thành trì giải gió dầm sương nó thành tường bên trên cự thạch khắc vô số vết đao tiễn vết đây là một tòa cổ thành Sừng sững ở đại địa bên trên, không biết đổ qua một số năm mưa mưa gió gió. Mà tại một ngày này, cái này một tòa cổ thành, nên đón đối thủ của hắn. Thần cơ doanh. Hơn nữa, cái này một lần trong hình, còn xuất hiện một đạo mọi người thân ảnh quen thuộc. Chương 215, Đại Bắc xuất hiện. Kiếp sợ cửu châu công thành chiến. Chu lệ. Chỉ thấy, khi trong hình, chu lệ thân ảnh, chậm rãi xuất hiện. Kỳ thực, cửu châu bên trên, đối với chu lệ tồn tại, đa số sẽ không xa lạ. Tại kiến lập Đại Minh về sau, nó hùng tài mưu lược, liền bị cửu châu mọi người quen thuộc. Không chỉ là Đại Minh. Thậm chí ngay cả khoảng cách Đại Minh cực kỳ xa xôi Đại Hán, Đại Tần rất nhiều vương triều, đều nghe qua cái tên này. Phía sau hắn, cũng có trước trong hình xuất hiện, cầm trong tay hỏa súng tướng sĩ. Mà trừ những này bên ngoài, còn có người đẩy từng cái từng cái so với hỏa súng còn muốn lớn hơn rất nhiều Đại Bác, xuất hiện trên chiến trường. Kỳ thực, Đại Bác tại tất cả vương triều bên trong, đều có tồn tại. Ví dụ như Đại Tống loại này một cái trọng văn kinh võ vương triều cũng từng xuất hiện đại bác tồn tại chỉ là tồn tại rất nhiều tai hại cùng hắn nói nó vì là đại bác không bằng xưng là đại hình máy bắn đá thỏa đáng một ít nhưng là bây giờ khi xuất hiện ở thiên đạo kim bản đại bác rõ ràng càng hơi trầm xuống hơn nặng một ít nhìn sơ một chút ít nhất có một hai trăm cân hơn nữa rất khiến người khiếp sợ là hỏa pháo kia khoảng cách thành môn ít nhất có một hai ngàn bước khoảng cách khoảng cách xa như vậy cho dù là mạnh mẽ nhất cung nỏ cũng không khả năng đối với thành tường tạo thành một tí thương tổn. Dù sao, tầm nỏ bắn, một dạng tại trong vòng trăm bước. Cái gọi là bách bộ xuyên dương, đã là như vậy. Cho dù càng mạnh mẽ một ít nô, mấy trăm bước cũng là đến cực hạn. Sau đó, lực lượng sẽ suy yếu, trở thành nỏ hết đà. Mà nỏ hết đà, khó mặt chậm chạp cảo. Một điểm này mà, chính là cửu châu mọi người thông thường, coi như là mồm còn đầy mùi sữa tiểu nhi, cũng có thể nói liên tục. Nhưng bây giờ, tại cự ly thành tường một hai bước mới, kia chu lệ đại bộ đội liền ngưng đi tới đây là vì cái gì đại đường thái cực điện khoảng cách xa như vậy cái này chu lệ ý muốn như thế nào là nhìn đến thiên đạo kim bản hình ảnh lý thế dân nhướng mày một cái không nhịn được nhẹ giọng lẩm bẩm tuy nói kia hỏa súng cho hắn cực kỳ chấn động mạnh lay động dù sao loại này tiện cho mang theo hỏa khí vẫn là lần thứ nhất xuất hiện nhưng bây giờ đây là công thành chi chiến trong khoảng cách ngàn bước khoảng cách chẳng lẽ còn có thể phá thành sao Đại hán, vị ương cung, Lưu Bang trong mắt đồng dạng thoáng qua một tia chần chờ, đối với cái này chu lệ cử động, có chút không hiểu. Cứ việc thông qua này thiên đạo kim bản hình ảnh, hắn chính thức thấy được hỏa dược cường đại. Thậm chí, không tiếc phái sứ thần đi tới Đại Minh, chính là vì học tập hỏa súng này chế tạo, sử dụng. Nhưng mà khoảng cách xa như vậy, hãy để cho Lưu Bang hơi nghi hoặc một chút. Đại tần, danh chính cũng là vẻ mặt nghiêm túc. đương nhiên, không chỉ là vô thượng vương triều ngay cả cửu châu bên trên phổ thông vương triều cũng cảm nhận được một tia nghi hoặc khi khoảng cách quá xa xôi ầm ầm liền khi tất cả người đều lọt vào nghi hoặc bên trong không biết nên như thế nào công thành thời điểm khi trong hình chu lệ khẽ gật gật đầu tự hồ truyền đạt cái mệnh lệnh gì cùng này cùng lúc vô số đạo nổ rung trời vang tận mây xanh có hỏa quan chảy xuống mang theo khói lửa cùng chiến hỏa hướng phía bên trên thành tường kia ầm ầm lao đi cùng loại này kinh thiên động địa thanh âm so sánh, lúc trước kia hỏa súng tiếng vang, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Mà đang ở cái này tiếng vang lớn về sau, kia giống như phía chân trời lưu tinh hỏa quang, thẳng tắp đập phải thành tường bên trên. Ầm. Uhm. chỉ một thoáng, hỏa quang tỏa ra hết thảy. Khi giải gió dầm sương, không biết độ qua một số năm năm tháng cổ xưa thành tường, trong nháy mắt lõm xuống. Có đá vụn xẹt qua, nứt quát ra mảnh vỡ, hạ xuống thành bên trong. Nhất thời, vô số âm thanh thảm thiết truyền đến, có huyết đang chảy xuôi hơn nữa hướng theo thứ một án lửa bắn trúng thành tường tiếp theo lại có vô số hỏa quan giống như lưu tinh xẹt qua chân trời dồn dập rơi xuống chỉ có điều lưu tinh rực rỡ nát vụn nhưng cũng nguy hiểm chỉ trong phút chốc khi cổ lão tan thương thành tường triệt để tan vỡ chiến hỏa từ vừa mới bắt đầu thành tường bên trên lan ra đến thành bên trong giết cũng chính vào lúc này khi đã sớm chờ đợi rất lâu hỏa súng thủ cũng bắt đầu động tại kỵ binh dưới sự bảo vệ hướng phía thành môn vọt tới mà đi qua ban nãy kia một lần đại bác tẩy lễ về sau thành tường kia đã tràn ngập nguy cơ tùy thời đều có triệt để sụp đổ khả năng về phần thủ thành binh lính càng là gắt gao tổn thương tổn thương căn bản là không thể ngăn cản một đợt thích hợp phản công liền loại này kia một ít hỏa súng thủ giống như đến chỗ không người một dạng vô cùng tiểu đại giới liền đánh chiếm thành môn hỏa quan còn đang tiếp tục nhưng mà làm thấy một màn này cửu châu tất cả mọi người đều rõ ràng chiến tranh kết thúc đại bắc phía dưới kia một thành tướng sĩ, căn bản là không có có sức đề kháng. Từ đầu đến cuối, cũng không đối với kia thần cơ doanh tạo thành bao nhiêu bị thương. Liền loại này, bị người thoải mái đánh bại. Phải biết, đây chính là thủ thành chi chiến, cùng bình thường trên ý nghĩa hai quân chinh phạt, có bản chất bất đồng. Như vậy nhanh chóng kết thúc, thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đây chính là, thần cơ doanh chính thức chỗ cường đại sao. Lúc này, cửu châu bên trên, vô số vương triều đế vương, đều ngẩng đầu nhìn kia trong hình chu lệ thân ảnh không khỏi, hít sâu một hơi. Lúc trước, kia hỏa súng xuất hiện, chỉ là có thể đối kháng kỵ binh. Hơn nữa, nó cũng có rất nhiều tai hại, không đủ khiến cái này đế vương chính thức kinh hãi. Dù sao, hỏa súng mạnh hơn nữa, ở không có giới hạn trước mặt đại quân, cũng chỉ có thể xưng là nền A. Nhưng là bây giờ, lửa này pháo đủ để để cho tất cả mọi người cảm nhận được uy hiếp. Dù sao, hiện tại Cửu Châu, tuyệt đại đa số vương triều phòng ngự thủ đoạn, đều dựa vào thành tường. Hỏa pháo kia, đã đối với thành tường sản sinh cực lớn uy hiếp. Cứ việc, một ít vô thượng vương triều cảm thấy, lửa này pháo còn chưa đủ để lấy giống như trong hình một dạng, sẽ bị hỏa pháo kia đánh tan hoàn toàn. Nhưng không thể không thừa nhận, đây đúng là một cái uy hiếp thật lớn. Thậm chí, đối với đại hán, đại đường chờ vô thượng vương triều đến nói, hiện tại đại minh hướng bọn hắn uy hiếp, thậm chí mạnh hơn đại tần. Ở trong mắt bọn hắn, tuyệt thế bản tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là một người mà thôi. Có lẽ, mấy vạn đại quân, khó có thể làm sao bọn họ có thể đếm được 10 vạn, thậm chí còn 100 vạn tinh nhuệ chi sư, nó ngưng luyện ra đến thế. Đủ để đạp phá hết thảy. Nhưng liền trước mắt mà nói, mấy chục vạn đại quân, nếu như bài binh bày trận, tại lửa này pháo trước mặt, chỉ sợ là bia sống mà đã. Loại này mãnh liệt bất an, khiến cho nơi có người thần sắc ngưng trọng, ánh mắt không khỏi chuyển hướng đại minh, lặng lẽ đề cao cảnh giác. Đại minh, tử cấm thành. Tuy nói, hắn hiểu rõ làm thần cơ doanh chiến lực chân chính bại lộ tại cửu châu trước mặt mọi người, sẽ để cho tất cả vương triều đề cao đối với Đại Minh cảnh giác. Nhưng mà, so với thiên đạo chúc phúc đến nói, đã không tính cái gì. Huống chi, hôm nay Đại Minh xác thực cần để cho Cửu Châu tất cả vương triều hiểu rõ, bọn họ chính thức nội tình. Không phải vậy, chẳng phải là bị người khác xem nhẹ. Chương 216, Thiên đạo chúc phúc. Chu Nguyên chương kích động khóc. Đại Tần. Cùng Cửu Châu còn lại vương triều một dạng, tại nhìn thấy cái này thần cơ doanh cũng bố về sau, bao gồm doanh chính tại bên trong toàn triều văn võ thần sắc đều trở nên cực kỳ ngưng trọng ai cũng có thể nhìn ra ở đó đại bác hỏa súng trước mặt đã từng cửu châu mọi người lấy làm kiêu ngạo trường mâu lợi kiếm đều trở nên ảm đạm vô quan cứ việc không đến mức bị đại minh triệt để nghiền ép có thể tại rất lớn trình độ bên trên trong tay bọn họ quân đội vô pháp chống cự loại này một chi đại quân đại tần đã lạc hậu nhiều như vậy sao hít sâu một hơi danh chính ánh mắt hơi chớp động nhẹ giọng lẩm bẩm nói mấy năm nay đối với hỏa dược một ít truyền thuyết doanh chính cũng có nghe thấy. Nhưng mà, nhưng Thủy Chung không có quá nhiều cùng để ý. Nhưng bây giờ một màn này, quả thực để cho hắn trước sau như một suy nghĩ thay đổi. Loại kia trước đây chưa từng thấy hỏa súng, đại bác, quả thực là chiến trường thu hoạch lợi khí. Vô lượng là công thành vẫn là phòng ngự, đều gọi là vô địch. Cái này khiến doanh chính trong tâm, mơ hồ hiện ra một tia cấp bách xí. Tuy nói, hôm nay đại tầng, tại trải qua lúc trước tuyệt thế bản, mơ hồ có vị ở tuyệt thế bản đệ nhất xu thế có thể làm này thiên quân bản buông xuống, hỏa súng, đại Bắc xuất hiện, đại minh chính thức nội tình bị để lộ. Hắn thực lực, sợ rằng đã siêu việt đại tần. Tối thiểu, danh chính năm đó càng quét lục quốc tiết kỵ, tại hỏa súng này, đại Bắc trước mặt, chỉ sợ sẽ không giành được quá lớn ưu thế. Đương nhiên, không chỉ là đại tần. Cửu châu bên trên, chỉ cần chưa từng tiếp xúc qua hỏa khí vương triều, đều có thể cảm nhận được tự thân binh lực thiếu thốn. Đây là một loại triệt để chuyển biến. Có thể đoán trước, tại về sau cửu châu chiến trường bên trên, lửa này khí sẽ trở thành chính thức chủ lưu. Cho dù là vô thượng vương triều, đều không dám thờ ơ. Trong lúc nhất thời, các nước dùng dập phái sứ thần, đi tới Đại Minh. Mà nguyên bản đợi tại Đại Minh một ít gián điệp, mật thám, cho dù không có nhận được mệnh lệnh, cũng dùng dập bắt đầu hành động. Cái này khiến cho, toàn bộ Đại Minh trên dưới, đều có thể cảm nhận được một loại khác thường bầu không khí. Lúc này, bọn họ ngẩng đầu, nhìn đến thiên đạo kim bản hình ảnh, trong lòng chưa tính toán gì tâm trạng thoáng qua. Thời đại biến. Từ từ ngày hôm nay, nghiêm khống chế tạo hỏa khí công tượng, không thể để cho tự tiện đi tới còn lại vương triều. Hơn nữa, gấp rút cải tiến hỏa súng, đặc biệt là nhét vào tốc độ cùng tầm bắn. Miễn là có một tia tiến bộ, chúng ta thưởng lớn. Cứ việc, bởi vì thiên đạo kim bản lộ ra ánh sáng, thần cơ doanh thực lực đã không thể tránh miễn bại lộ tại chỗ có người trước mắt. Chính là, chỉ cần phải nắm chắc cơ hội, lại thêm sắp xuất hiện thiên đạo chúc phúc. Ừ. Dù sao, cái này thần cơ doanh chính là hắn một tay thành lập Đối với nó đối với Cửu Châu bố cục ảnh hưởng, tự nhiên lòng biết rõ. Có thể Thiên Đạo Kim bản lộ ra ánh sáng bên trong, kia hỏa khí sử dụng đã là chính thức trên ý nghĩa chiều hướng phát triển. Đối mặt loại tình huống này, Chu Lệ chỉ có thể làm hết sức tăng cường Đại Minh thực lực. Mà đang ở toàn bộ Cửu Châu, đều tại bởi vì kia hỏa súng, đại bác xuất hiện, trở nên có chút hỗn loạn thời điểm. Thiên Đạo Kim bản hình ảnh cũng đang chậm rãi trôi qua. Thành tường phá diệt. Đại Minh thần cơ doanh hiển lộ ra nó chính thức giữ tận một bên giống như bẻ gãy nghiền nát một dạng phai mờ phía trước hết thảy địch nhân từng ngọn thành trì bị phá hủy hỏa quan ánh sấn trước thiên địa như máu tươi một dạng cho người lưu lại ấn tượng sâu sắc mà kia cường thịnh nhất thời đại nguyên vương triều cũng ở đây hỏa khí phía dưới không ngừng suy yếu cuối cùng tuy nói là một cái vương triều nhưng lại cùng bình thường thảo nguyên dân tộc một dạng co đầu rút cổ với nhất vực miễn cưỡng vì là kế đương nhiên đại nguyên tuy nhiên bị cực lớn suy yếu chính là phân tán bốn phía tại đại minh xung quanh mông cổ thiết kỵ lại chưa từng từ đấy ra suốt. bọn họ vẫn cường đại hơn nữa bởi vì cùng thần cơ doanh chiến đấu đã lâu cũng học được một ít phản kích sách lược nhưng mà chính vì vậy cửu châu mọi người lại một lần nhìn thấy thần cơ doanh cường đại tuy nói mông cổ thiết kỵ rất mạnh đã muốn vượt qua hung nô đột quyết loại này dân tộc du mục nhưng mà ở đó thần cơ doanh trước mặt vẫn là không có quá nhiều chống cự không ngừng bị đánh tan đặc biệt là kia trong hình tại chu lệ dưới sự dẫn dắt thần cơ doanh nhiều lần bắt phạt, mỗi một lần đều sáng tạo chiến tích huy hoàng. Cơ hồ đánh nhiều thắng nhiều. Quá mạnh mẽ. Nhìn đến thiên đạo kim bản hình ảnh, cửu châu mọi người trong đầu, không khỏi lướt qua một ý nghĩ như vậy. Trong này, vừa có đối với thần cơ doanh cường đại chấn động, cũng có đối với hắn thống soái chu lệ chấn động. Tại rất nhiều lần, đều là cái này một vị tuổi trẻ yến vương, dẫn dắt thần cơ doanh tướng sĩ đột phá gian nan, giành được thắng lợi. Nhưng cái này chu lệ xuất hiện, quả thực để cho cửu châu đám người thần sắc ngưng trọng lay động mà đang ở cửu châu mọi người có chút suy nghĩ lung tung đang không ngừng suy nghĩ tương lai đường ra thời điểm kia phía trên trời cao hình ảnh hơi rung động trở nên có chút mơ hồ cùng lúc một đạo rộng rãi thanh âm vang vọng với bên trong đất trời nói thoải mái cửu châu hỏa khí tiền lệ thần cơ doanh bị thu nhận đến thiên quân bản thứ ba khen thưởng thiên đạo chúc phúc thanh âm kia cực kỳ rộng rãi vang vọng với bên trong đất trời nhất thời vốn đang đắm chìm thần cơ doanh cường đại cửu châu mọi người đều là sửng sốt một chút thiên đạo chúc phúc sao cường đại như vậy thần cơ doanh tại thu được thiên đạo chúc phúc về sau lại sẽ trưởng thành đến mức nào không tên mọi người trong lòng rung nhẹ nghĩ đến một ít khủng bố hình ảnh phải biết tại không có này thiên đạo chúc phúc dưới tình huống thần cơ doanh hỏa khí cường đại đã đủ để cho bất luận người nào kinh hãi mà bây giờ lại thêm này thiên đạo chúc phúc sợ rằng kỳ hội trở thành cửu châu tất cả mọi người ác mộng đại minh tử cấm thành thiên đạo chúc phúc bao lâu. Nhưng mà, sự tình thường thường không như ý muốn. Khi tuyệt thế trên bảng, duy nhất một cái lên bảng thiết đảm thần hầu, vẫn còn ở lên bảng về sau, trực tiếp chạy. Khi một lần, quả thực để cho lão Chu có chút khóc không ra nước mắt. Lại thêm, khi đại đường, đại tần, thậm chí còn đại tống chờ vương triều, đều có tuyệt thế bản sinh linh. Như không kia đều là vô thượng vương triều đại hán, cùng mình một dạng, cũng không có tuyệt thế bản sinh linh ghi tên trong đó. Mà bây giờ, hắn ngàn trong mong vạn trong mong, rốt cuộc trong thiên đạo chúc phúc. Hơn nữa, vẫn là quan hệ đến quốc vận thiên quân bản. Hắn tin tưởng, tại trải qua thiên đạo chúc phúc về sau, Đại Minh thần cơ doanh chiến lực tuyệt đối có thể được một lần chất lượng đề bạc. Đến lúc đó, giỏi mắt Cửu Châu, ai còn có thể ngăn cản Đại Minh quật khởi. Chương 217, Chu lệ giả tâm. Đại Minh nhất thống Cửu Châu. Thiên đạo chúc phúc. Mà trừ Đại Minh bên ngoài, Cửu Châu còn lại vương triều, cũng là nhìn thấy thiên đạo kim bản hình ảnh. Sau đó, đều có chút trầm mặt xuống đặc biệt là đã chiếm được thiên đạo chúc phúc một ít vương triều. So với những cái kia chỉ có thể thông qua thiên đạo kim bản hình ảnh nhìn thấy thiên đạo chúc phúc vương triều, những này vương triều thật cắt tại thiên đạo chúc phúc bên trong chiếm được chỗ tốt. Hơn nữa, cũng minh bạch thu được thiên đạo chúc phúc cùng không thâu được, quân đội chiến lực trên lệch rốt cuộc có bao nhiêu sao to lớn. Nếu như cái này đại minh thần cơ doanh thu được thiên đạo chúc phúc, đối với cửu châu bố cục ảnh hưởng, chỉ sợ là trước giờ chưa từng có to lớn. Đại Hán Vị ương cung Cái này một lần, Lưu Bang Triệt để từ đại hán thiết kỵ trong cường đại tỉnh táo lại. Nếu như nói, khi huyết kỵ xuất hiện, còn sẽ không để cho Lưu Bang cảm thấy bi hiếp, cảm thấy không có vấn đề nói. Như vậy thần cơ doanh, Triệt để đem Lưu Bang trong tâm cuối cùng vẽ tự tin, vô tình ma diệt. Vốn là, tại Lưu Bang xem ra, vô thượng vương triều ở giữa chinh chiến, nắm giữ hôm nay thiên quân bản xếp hàng bên trong, số người nhiều nhất đại hán thiết kỵ, cho là mạnh nhất quân đội. Tuy nói, tại một dạng số người trước mặt, đại hán thiết kỵ khó có thể chiến thắng kia huyết kỵ chính là thân là đế vương hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến cùng kia huyết kỵ công bình nhất chiến hắn chỉ cần bày mưu tính kế liền có thể mượn từ tuyệt đối số người ưu thế đem kia huyết kỵ đánh tan đây là tại nhiều năm chinh chiến kiếp sống bên trong lưu bang tự mình tổng kết ra chí lý nhưng bây giờ cái này thần cơ doanh xuất hiện số người bên trên ưu thế có lẽ sẽ trở thành thế yếu ở đó đại bác trước mặt nhiều hơn nửa người sợ rằng cũng chỉ có thể là pháo hôi a à. mà như vậy cường thịnh thần cơ doanh liền lưu bang đều vô pháp tưởng tượng ở thu được thiên đạo chúc phúc về sau sẽ trưởng thành đến một cái dạng gì tầng thứ đáng tiếc không người nào có thể ngăn cản thiên đạo chúc phúc nhìn đến thiên đạo kim bản hình ảnh lưu bang trong đầu hiện ra vô số ý niệm điên cùng nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài một hơi thiên đạo chúc phúc đây là thuộc về thiên đạo kim bản độc nhất chúc phúc phương thức hoàn toàn vượt quá cửu châu bất cứ người nào nhận thức phạm vi thậm chí có thể là chính thức chí cao vô thượng thiên bang cho lực lượng ở đó bộ dáng đại thế trước mặt lưu bang cho dù thân là đại hán đế vương chưởng khống vô số người sinh tử lại có thể thế nào bất quá cứ việc lưu bang hiểu rõ đại thế không thể trái lại cùng đại minh cách nhau khá xa gần như không có khả năng sẽ có gặp gỡ quá nhiều hắn còn muốn bố cục để phòng ngừa ngày sau đang đối mặt đại minh thần cơ doanh thời điểm sẽ như cùng thiên đạo kim bản trong hình mông cổ thiết kỵ một dạng căn bản là không có chút nào lực phản kháng đương nhiên ngoại trừ lưu bang bên ngoài cửu châu còn lại vương triều đế vương cũng tại lặng lẽ bố cục đặc biệt là khoảng cách đại minh lân cận một ít vương triều. So với những cái kia khoảng cách đại minh cực kỳ xa xôi vương triều, bọn họ cùng đại minh đến gần, thậm chí tiếp giáp. Điều này cũng đã đưa sứ, bọn họ giờ nào khắc nào cũng đang lo lắng, tại thu được thiên đạo chúc phúc về sau, cái này đại minh thần cơ doanh liệu sẽ có bắt bọn họ khai đao. Dù sao, tại cửu châu bên trên, đến gần vương triều bên trong, không có một cái vương triều, sẽ hoàn toàn hài hòa sống chung. Lay động. Mà đang ở cửu châu mọi người mỗi người có tâm tư riêng thời điểm, kia phía trên trời cao hình ảnh hơi rung động, có kim quang chảy xuống, từng bước ngưng kết thành chút rực rỡ bức tranh. Hơn nữa, hướng theo thời gian trôi qua, kia kim mang không đơn thuần xuất hiện ở trong hình, cũng ngưng luyện với cửu châu bất kỳ một xó xỉnh nào. Cùng lúc, kia phía trên trời cao hình ảnh từng bước rõ ràng, hiện ra hôm nay thần cơ doanh bộ dáng. Có thể gặp được, trải qua mấy năm nay phát triển, thần cơ doanh đã từ vừa mới bắt đầu mấy ngàn, lại tới mấy vạn. Sau đó, cho tới bây giờ kéo dài không dứt, mấy chục vạn đại quân. Tuy nói, trong này cũng không toàn bộ đều là nắm giữ hỏa khí tướng sĩ, có kỵ binh cũng có bình thường bộ binh. Nhưng mà, cái này quy mô, thật đủ để cho cửu châu bất luận người nào khiếp sợ. Lại còn nhiều như vậy. Thấy một màn này, cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là để cho cửu châu không ít đế vương thật sâu hít một hơi hơi lạnh. Mấy chục vạn đại quân. Tuy nói, đây đối với một cái vô thượng vương triều đến nói, quy mô xác thực không tính lớn. Nhưng nghĩ đến ban đầu số người cũng chỉ có chừng 5.000 thần cơ doanh, liền có thể đánh tan năm vạn mông cổ thiết kỵ. Cái này mấy chục vạn thần cơ doanh đại quân, đủ để cho cửu châu bất kỳ một cái nào vương triều cảm thấy khiếp sợ. ầm, uhm. Liền khi tất cả người, đều chìm đắm vào cái này thần cơ doanh cường đại chi lúc, thiên đạo kim bản hình ảnh hơi lưu chuyển. Vô số kim mang, phản phất thiên nữ tán hoa một dạng, hạ xuống kia mấy chục vạn đại quân bên trong. Chỉ thấy, bị kia kim mang bao phủ, mỗi một cái thần cơ doanh binh lính trong thân thể, đều hiện ra ánh sáng màu vàng ống xa xa nhìn lại, giống như từng cái từng cái chiến thần một dạng, khiến người nhìn mà sợ. Cùng này cùng lúc, thiên đạo kim bản mênh mông thanh âm, lại một lần vang vọng với cửu châu bên trên. Thiên đạo chúc phúc. Một, khen thưởng đường khương tuyến chế tác thứ tự làm việc. Đường khương tuyến, lại tên súng trường. Tác dụng ở chỗ để cho đầu đạn xoay tròn năng lực, dùng đầu đạn xuất hiện ở thang về sau, vẫn có thể duy trì trước phương hướng, đề cao bắn rất chính xác độ. 2. Đại bác sửa đổi. Khen thưởng hồng di đại pháo chế tác thứ tự làm việc có thể gia tăng tầm bắn và uy lực. 3. Thần cơ doanh toàn thể, thân thể tố chất đề bạc. Cùng lúc trước bất đồng, cái này một lần thiên đạo chúc phúc, rõ ràng trình bày chúc phúc nội dung cụ thể. Hơn nữa, ngoại trừ thứ ba cái, tăng cường thần cơ doanh thân thể tố chất là cửu châu mọi người quen thuộc khen thưởng bên ngoài. Vô luận là đường khương tuyến, vẫn là kia hồng di đại pháo. Những này, đối với cửu châu tuyệt đại đa số người xem ra, đều là hai mắt tối thui tồn tại. Dù sao, hôm nay cửu châu, chính thức đem hỏa khí dùng để chiến tranh, mà lại còn là lớn như vậy quy mô vận dụng. Chỉ có đại minh thần cơ doanh A. Còn lại một ít vương triều, cứ việc cũng có tương tự với đại bác tồn tại, chính là lại chỉ là linh linh tinh tinh chút A. Cũng không có chính thức có quá lớn quy mô. Bất quá, mặc dù đối với đến đường Khương Tuyến, Hồng Di Đại Pháo đều là hiểu biết lơ mơ. Chính là, chỉ cần não người bình thường, đều biết được đây tuyệt đối có thể để cho đại minh thần cơ doanh, chiến lược đề bạc mấy cái tầng thứ. Dù sao, vô luận như thế nào, cái kia có thể thiên đạo chúc phúc A. Hơn nữa, vẫn là thiên quân bản tốt 3 chúc phúc. Nó tuyệt đối ý nghĩa phi thường. Đại Minh Tử Tấm Thành Lúc này, trong ốc hắn, hiện ra vô số tin tức. Trong này, có quan hệ với kia đường khương tuyến cặn kẻ nhất giải thích, hơn nữa làm sao chế tác, đều từng bước một xuất hiện ở trong đầu hắn, cực kỳ phức tạp. Coi như là chu lệ, mới nhìn một cái, đều có một ít chóng mặt cảm giác. Khó hiểu. Mà trừ kia đường khương tuyến bên ngoài còn có một loại so sánh hiện tại Đại Minh chế tạo Đại Bác cường đại hơn Đại Pháo phương pháp luyện chế, cũng cùng lúc ở trong đầu hắn xuất hiện. Phản ứng đầu tiên, Chu Lệ liền muốn tìm được tờ giấy, đem cặn kẻ ghi xuống. Dù sao, thân là một tay sáng tạo ra thần cơ doanh tồn tại, Chu Lệ hiểu rõ trong đầu của chính mình tin tức, đối với Đại Minh đến nói đến tục cùng trọng yếu vực nào. Hắn rất sợ quên mất chút nào. Nhưng chỉ chỉ là chốc lát, Chu Lệ liền kịp phản ứng. Bởi vì, tại hắn muốn tìm tòi nghiên cứu một cái nào đó chế tạo thứ tự làm việc thời điểm, cửa ải kia với nó miêu tả, liền một cách tự nhiên hiện ra ở trong đầu hắn. Về phần còn lại thứ tự làm việc, chính là ẩn giấu đi. Giống như là một quyển sách một dạng. Men theo một lục. Liền có thể tìm được bất kỳ chỗ nào, hơn nữa không có một chút bỏ sót. Đây chính là, thiên đạo chúc phúc sao. Trong lúc nhất thời, chu lệ không khỏi ngay tại chỗ. Tuy nói, hắn đã sớm hiểu rõ thiên đạo chúc phúc cường đại. Thật là làm hắn không có đích thân lĩnh hội thời điểm, vẫn có thể cảm nhận được thiên đạo kim bản sức mạnh to lớn quả thực, thật không thể tin. Bất quá. Thật sâu hít một hơi, Chu Lệ tạm thời đem trong đầu khiếp sợ đè xuống, sau đó nhìn bốn phía, ánh mắt hơi chớp động. Hắn tin tưởng, tại có cái này đường Khương Tuyến và Hồng Di đại pháo phương pháp luyện chế về sau. Đại Minh thần cơ doanh thực lực, tuyệt đối sẽ tăng lên mấy cái tầng thứ. Đó đúng là trước giờ chưa từng có đề bạc. Nguyên Triều, Thanh Triều. Những dị tộc này thiết lập Vương Triều, cũng sẽ không bao giờ trở thành Đại Minh uy hiếp. Thậm chí, nếu như vận dụng thích hợp, còn có thể thống nhất cửu châu. Nghĩ tới đây, mà lấy chu lệ tính cách, cũng không nhịn được trong tâm run sợ một hồi. Giỏi mắt cửu châu, vô số năm lịch sử năm tháng. Ở thời đại này, đem nên đón chung kết. Đây là một cái trước giờ chưa từng có đại nhất thống vương triều. Làm sao không để cho chu lệ kích động. Cái này cửu châu, ắt sẽ thuộc về đại minh. Tại ngắn mũi đình trệ bên trong, chu lệ chậm rãi bước, hướng phía phía trước đi từng bước một đi. Cái này một lần, hắn không chỉ phải phong tỏa hỏa súng, đại bác chế tác quy trình. Cái này đường khương tuyến, Hồng Di đại pháo, cũng nhất thiết phải đầu nhập chế tác, hơn nữa muốn liệt vào tuyệt mật hàng ngũ. Cho dù ai cũng không thể tùy tiện báo cho. Nếu không, đại minh duy nhất có khả năng nhất thống cửu châu nội tình, liền muốn chôn vùi. Chương 218, lòng tràn đầy nghi hoặc cửu châu, thiên quân bản thứ hai. Lúc này, hướng theo thiên đạo chúc phúc chậm rãi rơi xuống. Thiên đạo kim bản hình ảnh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Thần cơ doanh. Loại này một chi cường đại quân đội cũng từng bước rời khỏi cửu châu tất cả mọi người trong tầm mắt nhưng mà trong mọi người tâm nhưng cũng không làm sao bình tĩnh thậm chí có thể nói là sóng to gió lớn cùng lúc trước thiên đạo chúc phúc không giống nhau cái này một lần cửu châu mọi người cơ hồ không nhìn thấy kia thần cơ doanh có thay đổi chút nào trừ một cái đơn giản thân thể tố chất tăng cường cái này cùng lúc trước mấy cái thiên đạo chúc phúc so sánh quả thực không đáng nhắc tới nhưng mà kia đường khương tuyến cùng hồng di đại pháo lại để cho tất cả mọi người nội tâm âm thầm cảnh giác. Bọn họ minh bạch, vậy tuyệt đối không phải đơn giản sửa đổi. Rất có thể sẽ phá vỡ cửu châu bố cục. Nhưng đối với này, tất cả mọi người đều không có năng lực. Đó là thiên đạo chúc phúc, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Hiện tại cửu châu mọi người, chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm với kia thiên quân bản thứ hai, đệ nhất bên trên. Dù sao, kia thần cơ doanh tuy mạnh, lại cũng chỉ có thể đứng hàng thiên quân bản thứ ba. Kia thứ hai và thứ nhất, phải nên làm như thế nào khủng bố, đại tần thiên quân bản thứ hai thứ nhất đến tột cùng thuộc về mỗi một cái vương triều nhìn đến kia thần cơ doanh hình ảnh chậm rãi biến mất doanh chính trên mặt không khỏi thoáng qua một tia hiếu kỳ nhẹ giọng lẩm bẩm nói vốn là đối với cái này đại tần thiết kỵ phải chăng có thể leo lên này thiên quân bản doanh chính vẫn là duy trì một loại lạc quan thái độ chính là từ khi kia đại đường huyền giáp quân đại hán thiết kỵ và cái này kinh khủng hơn thần cơ doanh lần lượt xếp hàng tại thiên quân trên bản thời điểm cái ý niệm này đã trở thành nhạc quá nhiều thân là đại tần đế vương, hơn nửa tuổi trẻ chi lúc, đã từng tự mình xuất lĩnh đại quân, cùng lục quốc chiến đấu. Danh chính trong tâm cực kỳ rõ ràng, đại tần thiết kỵ chiến lực chân chính. Nó có lẽ cùng đại hán, đại đường tương xứng, có thể như cùng kia thần cơ doanh hỏa khí so sánh, còn kém chút. Mà bây giờ, đại hán kia, đại đường, đại minh tam đại vô thượng vương triều đều lên trời quân bản, hơn nửa bài danh gần chót. Danh chính cảm thấy, chính mình đại tần leo lên thiên quân bản có khả năng, đã không lớn. Tuy nói không biết nguyên nhân trong đó, nhưng nghĩ tới này thiên quân bản xếp hàng, không lấy quân đội thực lực chiến lực vì là duy nhất tiêu chuẩn, trong lòng của hắn cũng hơi thư thái. Có lẽ, bởi vì một ít đặc thù nhân tố, dẫn đến này thiên quân bản trên thất lạc đại tần thiết kỵ. Cũng hoặc là, đại tần thiết kỵ mấy năm nay khôi phục nguyên khí, cũng không có quá nhiều chiến sự. Như vậy dẫn đến, đại tần thiết kỵ cũng không leo bản. Tổng đến nói, danh chính không hề cảm thấy, nhà mình quân đội, có thể leo lên thiên quân bản thứ hai, đệ nhất. Hơn nữa, có kia huyết kỵ ghi tên thiên quân bản thứ tư áp đại hán đại đường một đầu chỉ là hơi kém màu với đại minh đối với một điểm này danh chính sâu trong nội tâm đã là thỏa mãn nhưng mà thỏa mãn quy thỏa mãn danh chính thân là đế vương sâu trong nội tâm vẫn có một tia không cam lòng cho nên hắn rất muốn hiểu rõ cái này đủ để siêu việt thần cơ doanh thiên quân bản thứ hai thậm chí còn thiên quân bản thứ nhất đến tột cùng là cái dạng tồn tại gì dù sao hiện tại cửu châu bên trên vô thượng vương triều trừ đại tống bên ngoài đều đã lên bảng. Hơn nữa, theo doanh chính giải, đây đã là tất cả vương triều chính thức nội tình. Về phần đại tống, doanh chính không hề cảm thấy kỳ hội lực lượng mới xuất hiện đứng hàng thiên quân bản thứ hai hoặc là vị trí số một. Nói như vậy, này thiên quân bản thứ hai thậm chí còn thứ nhất đều không có thuộc về vô thượng vương triều. Chính là sẽ là người thế nào? Đại hán, vị ương cung thiên quân bản thứ hai. Nhìn đến trên bầu trời hình ảnh, Lưu Bang hít sâu một hơi thần sắc có chút trịnh trọng, chậm rãi mở miệng nói. Sẽ là kia một nhánh quân đội. Lưu Bang cũng là minh bạch, làm đại minh thần cơ doanh xuất hiện về sau, này thiên quân bản tầng thứ, đã bị đề cao đến một loại cực kỳ khủng bố tầng thứ. So sánh thần cơ doanh mạnh hơn. Một khắc này, coi như là Lưu Bang, cũng rất khó tưởng tượng, thứ hạng này thiên quân bản thứ hai đại quân, đến tột cùng là một chi dạng nào quân đội. Đại đường. Thái cực điện. Cùng doanh chính, Lưu Bang một dạng, thân là đại đường đế vương Lý Thế Dân, cũng đang ngẩng đầu mà đợi. Thiên quân bản thứ hai. Hắn nghĩ rất lâu, chính là giỏi mắt cửu châu, ngoại trừ kia đại tần thiết kỵ còn chưa lên trời quân bản bên ngoài, một ít nổi danh đại quân, đều đã ghi tên trong đó. Về phần đại tần. Lý Thế Dân tuy nói thừa nhận, cái này đại tần thiết kỵ rất mạnh, nhưng thực lực chân chính hẳn là cùng đại đường huyền giáp quân và đại hán thiết kỵ tương tự. Hơn nữa, bởi vì đều là tranh bá thiên hạ đại quân, nó chiến tích các loại, không ra ngoài dự liệu mà nói, hẳn là cũng không kém. Mà bọn họ quân đội, cùng kia đại minh thần cơ doanh hỏa khí so sánh hẳn đúng là có chút không bằng chính là ngoại trừ đại tần bên ngoài lý thế dân nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra những quân đội khác có thể ghi tên thiên quân bản chỉ có thể chờ đợi đi thở dài một hơi lý thế dân lại một lần ngẩng đầu nhìn đến kia phía trên trời cao hình ảnh nhẹ giọng lẩm bẩm trong lòng của hắn rõ ràng chính mình suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có một chút ý nghĩa này thiên quân bản thứ hai chẳng mấy chốc sẽ hiển hóa tại chỗ có người trước mặt đến lúc đó đến tột cùng thuộc về mỗi một cái vương triều, liền nhìn một cái không sót gì. Đại Minh Tử Cấm Thành Thần cơ doanh xác thực cường đại Điều kiện tiên quyết là, này thiên quân bản thứ hai, thứ nhất, sẽ không có quy mô quân đội khổng lồ. Thậm chí, tự như cùng kia thiên quân bản thứ tư huyết kỵ, chỉ có mấy ngàn người cũng có thể tiếp nhận. Như thế, vô luận nó có thể chiến lược cường đại cỡ nào? vốn có mấy chục vạn thần cơ doanh đại quân đại minh trước mặt đều sẽ thất bại thảm hại có thể hay không kỳ thực có thể sử dụng hỏa khí không chỉ đại minh dù sao kia đường khương tuyến hồng di đại pháo không đến mức là thiên đạo kim bản bỗng dưng sinh ra hẳn đúng là có nhất định nguyên hình nếu là ở cửu châu một góc nào đó vương triều bên trong có càng làm đầu hơn tiến vào hỏa khí hơn nữa có tài khống chế tại mưu đồ bí mật cửu châu cái này tự hồ cũng không phải không có khả năng chúng ta hẳn là không đến mức xui xẻo như vậy chứ sau đó hắn hít sâu một hơi thuận miệng lầm bầm một câu chúng ta ngược lại là phải xem này thiên quân bản thứ hai đến tục cùng là cái gì ngư quỷ thần xà. Còn có thể so sánh chúng ta thần cơ doanh muốn mạnh. Chương 219, Đại Hán, Đại Tần đều mộng. Đến tục cùng là người nào? Lay động. Một khắc này, cửu châu mọi người đối với này thiên quân bản thứ hai, đều tràn đầy hiếu kỳ. Bọn họ vội vã muốn biết, khi đến tục cùng là như thế nào một chi đại quân. Mà ngay tại lúc này, thiên đạo kim bản hình ảnh hơi rung động, mơ hồ có ánh sáng màu vàng ống chảy xuống, hiện ra một ít mơ hồ hình ảnh. Bắt đầu sao? thấy một màn này trong mọi người tâm tất cả giật mình chợt vô luận là đang làm gì đều dừng lại trong tay động tác lẳng lặng nhìn đến thiên đạo kim bản trên hình ảnh chảy xuống có thể nhìn thấy thiên đạo kim bản hình ảnh cực kỳ mơ hồ mọi người cho dù lại cẩn thận cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít núi sông cây cối hình dáng về phần còn lại bất luận nhân vật nào đều không đúng xí bất quá hướng theo thời gian trôi qua cái kia vốn là mơ hồ hình ảnh từng bước rõ ràng núi sông dòng sông một màn kia màn đều hiển hóa trong mắt mọi người. Mới đầu, phạm vi cực kỳ mênh mông, thậm chí bao gồm mấy cái vương triều. Trong đó, lấy Đại Tần, Đại Hán, sở quốc chờ vương triều nổi danh nhất. Gần như trong nháy mắt, liền bị người nhận ra. Khó nói, này thiên quân bản thứ hai, là thuộc về những này vương triều bên trong một cái. Nhìn đến kia trong hình xuất hiện mấy cái vương triều, cửu châu mọi người trong đầu, thoáng qua một ý nghĩ như vậy. Tự nhiên, khi thiên đạo kim bản xuất hiện thiên quân bản thứ hai thuộc quyền vương triều một cái trong đó, cửu châu tất cả vương triều có thể nói là buồn vui không giống nhau đầu tiên là những cái kia cũng chưa từng xuất hiện tại trong hình thậm chí cách nhau khá xa vương triều đối với bọn hắn đến nói tuy nói trong tâm hơi hơi có một chút tiếc nuối nhưng cũng lặng lẽ thở vào một cái dù sao bên người nếu là có một chi tại thiên quân bản bài danh thứ hai đại quân mặc cho mỗi một cái vương triều đế vương đều sẽ đứng ngồi không yên mà thân ở kia trong hình một ít vương triều chính là cực kỳ phức tạp đầu tiên trong lòng bọn họ khao khát này thiên quân bản thứ hai đại quân là thuộc về bọn họ nơi ở vương triều chính là từ đối với tự thân thực lực giải bọn họ cũng không cho rằng kia thiên quân bản thứ hai sẽ xuất từ chính mình nơi ở vương triều mà vừa nghĩ tới ngay tại chính mình bốn phía ẩn giấu một chi còn muốn vượt qua thần cơ doanh và đại hán đại đường thiết kỵ đại quân một ít vương triều đế vương sâu trong nội tâm thật là đủ loại cảm giác không cách nào hình dung tổng đến nói là hoảng sợ lớn hơn thích thú chính là ai cũng hiểu rõ này thiên quân bản xuất hiện ở mỗi một cái vương triều không phải là sức người có thể thay đổi. Giờ phút này nhiều chút vương triều đế vương, nội tâm đều tại cầu nguyện, này thiên quân bản thứ hai đại quân nơi ở vương triều, tuyệt đối không nên cùng chính mình tiếp giáp. Lay động. Mà hướng theo cửu châu mọi người trong đầu thoáng qua vô số suy nghĩ, cái kia vốn là mênh mông thiên đạo kim bản, cũng từng bước đang thu nhỏ lại phạm vi. Cuối cùng, một ít trung tiểu hình vương triều biến mất tại thiên đạo kim bản trong hình. Chỉ có đại hán, đại tần và Sở Quốc, cái này ba cái vương triều ở tại thiên đạo kim bản trung tâm. Thiên quân bản thứ hai, là cái này ba cái vương triều bên trong một cái. Làm thấy một màn này, cửu châu đám người thần sắc, không khỏi có chút ngưng trọng. Dù sao, vô luận là đại tần, cũng hoặc là đại hán, sở quốc, đều từng có quân đội ghi tên thiên quân bản. Hơn nữa, theo bọn họ đối với mấy cái này vương triều giải, đại khái. Cũng không có có năng lực siêu việt đại minh thần cơ doanh quân đội đi. Chính là, thiên đạo kim bản hình ảnh, lại rõ ràng biểu thị cái này ba cái vương triều một trong. Trong lúc nhất thời, cửu châu mọi người dồn dập thảo luận đại minh tử cấm thành đầu tiên loại bỏ sở quốc sở quốc thân là vị đại tần diệt quốc vốn là sở quốc đời sau tuy nói kia hạng gia quân ghi tên thiên quân bản nhưng mà ở tại cùng huyết kỵ trong một trận đánh cơ hồ hoàn toàn tan vỡ dựa theo hạng vũ tính cách nếu như có cường đại hơn quân đội tuyệt đối sẽ không ẩn nhẫn lại thêm sở quốc cùng đại tần đại hán đều có hiềm khích như nó thật có thể ghi tên thiên quân bản thứ hai đại quân không đến mức giống như hôm nay một dạng, chỉ có thể ở chết một góc, ẩn náu tại kia giang đông chi địa. Tại ban đầu sống mái một trận chiến thời điểm, sợ rằng liền bị mọi người biết được. Một khắc này, chu lệ thanh âm không nhanh không chậm, lại mạch lạc rõ ràng. Xác thực. Không nói còn lại, chỉ riêng là hạng vũ tự thân tính cách, liền rất khó có chịu nhục, tại có nội tình điều kiện tiên quyết, tiết tiết bại trận. Nói như vậy, kia thiên quân bản thứ hai, chính là đến từ đại tần hoặc là đại hán. Đến tột cùng sẽ là ai? Đại hán. Đại Tần, đều thuộc về vô thượng Vương Triều. Nếu như có thể chọn mà nói, chúng ta ngược lại hy vọng lưu bang gia hỏa kia, có thể có loại này một chi ẩn tàng đại quân. Như thế, nó liền càng có thực lực, có thể kềm chế Đại Tần. Hôm nay Đại Tần, đi qua tuyệt thế bản ngày thứ nhất đạo chúc phúc, và kêu huyết kỵ chúc phúc về sau, thực lực đã sản sinh bước nhảy vọt chất lượng. Tuy nói, Đại Minh đồng dạng có thần cơ doanh, vậy cường đại hỏa khí có thể đền bù một ít chưa tới. Nhưng mà chỉ như vậy mà thôi còn nếu là đại hán có thể giúp đỡ chính mình kềm chế đại tần phát triển chính mình lại diệt nguyên thanh chờ dị tộc thiết lập vương triều đến lúc đó nói không chừng có thể mang đại minh đẩy về phía chân chính vô địch lĩnh vực đến lúc đó vô luận là tiến tới nhất thống cửu châu vẫn là đóng quân phòng thủ đều có thể thành thạo có dư căn bản cũng không cần lo lắng còn lại vương triều xâm phạm nhưng nếu là đại tần nói sợ rằng hắn thực lực sẽ tăng trưởng đến liền vô thượng vương triều đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng tình huống đến lúc đó sợ rằng cửu châu mấy cái vô thượng vương triều cần chính thức liên minh mới có thể đối kháng đại tần kỳ thực tại thiên đạo kim bản xếp hàng ra tuyệt thế bản về sau từ đại hán dẫn đầu liền từng có liên hợp tất cả vương triều đặc biệt là vô thượng vương triều đồng loạt đối kháng đại tần sự tình phát sinh nhưng bởi vì trừ đại hán bên ngoài còn lại vô thượng vương triều đều cùng đại tần cách nhau khá xa hơn nữa các lớn vô thượng vương triều bên trong đều có chính mình nội tình cho nên coi như là đại tần thực lực xác thực đủ mạnh thịnh cũng không có có đưa đến những này vô thượng vương triều liên minh, nhiều lắm là để cho trên đầu môi hứa hẹn. Nhưng mà, như cái này một lần, cái này đại tần quân đội, lại một lần leo lên thiên quân bản. Hơn nữa, vẫn là hạng hai. Như vậy, coi như là đại minh, đều muốn nghiêm túc cân nhắc đại hán lúc trước đề nghị. Ân. Dù sao, sự thật như thế. Cái này đại tần nếu thật có nhiều như vậy nội tình, sợ rằng sẽ trở thành có khả năng nhất nhất thống cửu châu tồn tại. Đại hán. Chính mình. Tuy nói, Lưu Bang đối với nhà mình đại hán quân đội cực kỳ tán đồng, nhưng dường như trừ lúc trước xuất hiện ở thiên quân trên bản đại hán thiết kỵ, bọn họ cũng không có gì quân đội, đủ để ghi tên thiên quân bản. Mà trừ chính mình bên ngoài, cũng chỉ có đại tần. Nghĩ tới đây, mà lấy Lưu Bang tâm cảnh, đều một hồi kinh hãi. Hắn rất muốn nói, đại tần chính diện ẩn tàng nhiều như vậy nội tình. Qua lại Lưu Bang tâm tình độc nhất vô nhị. Đối với nhà mình quân đội lòng biết rõ danh chính, trong đầu cũng thoáng qua ý nghĩ tương tự. Này thiên quân bản thứ hai, Thật là đại tần sao? Nhưng vấn đề là, thân là đế vương chính mình, làm sao một chút mà cũng không có sức đâu. Chương 220, Thiên quân bản thứ hai, vậy mà cũng là đại tần. Doanh Chính suy nghĩ kỹ một chút, đại tần thiết kỵ xác thực cường đại. Đây là thuộc về doanh chính tự tin. Nếu không, cũng sẽ không diệt Lục Quốc, thành tựu vô thượng vương triều. Nhưng vấn đề là, tại nhìn thấy đại đường huyền giáp quân, đại hán thiết kỵ và kia đại minh thần cơ doanh về sau, hắn cũng không cảm thấy nhà mình quân đội có thể nghiền ép bọn họ thành tựu tuyệt thế bản thứ hai tồn tại. Nhưng mà, lúc này thiên đạo kim bản trong hình, chính là chỉ xuất hiện đại hán, đại tần cả hai cái vương triều. Khó nói, cái này một lần thiên quân bản bài danh đệ nhị quân đội, đến từ đại hán. Không khỏi, danh chính ánh mắt hạ xuống đại hán kia phương hướng ở chỗ đó, sắc mặt có chút ngưng trọng. Khi lưu bang, kỳ thực còn cất giấu cái gì nội tình? Phải. Cái này lưu bang, chẳng qua là đại tần cảnh nội, kia bái nước huyện nhỏ một cái đình trưởng, tại sao sẽ ở ngắn ngủi mấy năm ở giữa, là có thể thành lập được đại hán loại này vô thượng vương triều đâu trong đó nhất định tất giấu một số bí mật nghĩ thông suốt một điểm này doanh chính càng ngày càng cảm thấy kia thiên quân bản thứ hai có thể tới tự đại hán thậm chí không chỉ là doanh chính nghĩ như vậy ngay cả đại tần văn võ bá quan đều là nghĩ như vậy pháp cùng doanh chính một dạng bọn họ đối với mình thực lực vẫn có một ít nhận thức xác thực đại tần thiết kỵ càng quét lục hợp nhìn thèm thuồng gì hùng ư nhưng đối mặt toàn bộ cửu châu lại có vẻ hơi thua chị kém em. Có lẽ, kia thiên quân bản thứ hai, thật là đại hán. Một khắc này, đại tần, đại hán, thậm chí còn cửu châu vô số vương triều, trong tâm đều có vô số cái suy nghĩ xẹt qua. Ai cũng không nhìn thấu, cái này đủ để vượt qua thần cơ doanh đại quân, thuộc về mỗi một cái vương triều. Mà đang ở cái này vạn chúng chú một thời khắc, thiên đạo kim bản hình ảnh hơi rung động, trong lúc mơ hồ có một tia sóng gần xuất hiện, phản phất bình tĩnh trong nước, bị ném xuống một khỏa thạch. Nước gần dập dần, Nguyên bản hiện ra tại thiên đạo kim bản bên trên hình ảnh, lại một lần thu nhỏ phạm vi. Chỉ thấy, khi trong hình, sừng sững trường thành đứng lặng, kéo dài mấy trăm dặm, trên đường đi đều thiết lập có phong hỏa lan yên, giáp sĩ đứng ở thành tường bên trên, lặng lặng nhìn đến phía trước. Đây là, tầng trường thành. Cửu châu bên trên, các đại vương triều vì phòng ngừa dị tộc xâm phạm, đều sẽ có một loạt phòng ngự các biện pháp. Cái này trường thành, chính là trong đó mấu chốt nhất kiến trúc. Nó trú đóng biên cảnh, mỗi khi có dị tộc thời điểm xâm phạm, đều sẽ đốt gió lửa, thả nó khói báo động, dùng cái này nhắc nhở biên cương chiến sĩ, dị tộc đến. Mà bây giờ, thiên đạo kim bản hình ảnh hiển hóa ra trường thành, tự nhiên bị một cái nhận ra. Lại thêm, kia trường thành bên trên, lấy chữ tiểu truyện biên soạn tầng chữ, phong cách cổ xưa mà lại uy nghiêm. Chỉ có thể là đại tần quân đội. Khó nói, cái này tuyệt thế bản thứ hai, thuộc về đại tần. Làm thấy một màn này, tất cả mọi người trong đầu, không khỏi thoáng qua giống nhau một cái suy nghĩ. Dù sao, cái này tần trường thành xuất hiện nó đại biểu hàm nghĩa quá lớn đương nhiên cũng có một ít người cảm thấy cái này nếu là đại tần biên giới như vậy còn có còn lại vương triều cũng nên nên bị liệt tại thiên quân bản thứ hai mục tiêu hoài nghi bên trong ví dụ như dị tộc tại đại nguyên đế vương cơ hồ bị đại minh thay thế chỉ có thể thoi thóp về sau cái này hung nô tuy nói trải qua nhiều năm đại chiến cũng là tổn thất nặng nề nhưng mà kỳ thế không giảm mơ hồ trở thành dị tộc bên trong kinh khủng nhất một chi như này thiên quân bản thứ hai thật là hung nô. Nghĩ tới đây, tất cả vương triều đều có chút trầm mặt. Thậm chí, liền hung nô vương chính mình, đều cảm thấy có phải là bọn hắn hay không hung nô thời cơ đến vận chuyển. Thiên quân bản thứ hai, thật là bọn họ. Đương nhiên, loại tình huống này không có kéo dài quá lâu, chỉ là chốc lát, thiên đạo kim bản hình ảnh lại một lần trôi qua, lại xuất hiện mặt khác hình ảnh. Hàm Cốc quan Năm đó, Tây Chu thời kỳ, đạo giáo chi tổ lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc, giáo hóa cửu châu mọi người cái này hàm cốc quan chi danh bị cửu châu mọi người quen thuộc đương nhiên có thể để cho như thế nổi danh vẫn là cái này hàm cốc quan chiến lược vị trí hàm cốc nơi hiểm yếu cửu châu bất kỳ một cái nào lãnh binh tướng lãnh cho dù là lý luận xuân hạng người cũng đối nó rất tin tưởng thậm chí tại sớm vài năm đại tần chỉ là lũng tây một tiểu quốc chi lúc liền nhiều lần mượn từ cái này hàm cốc nơi hiểm yếu tích trữ quốc mà khi cái này tần trường thành và hàm cốc quan đều xuất hiện với thiên đạo kim bản hình ảnh chi lúc này thiên quân bản thứ hai đến tột cùng thuộc về mỗi một cái vương triều, đã không cần phải nửa chút nào nghi hoặc. Đại Tần. Vậy mà, thật là hắn. Hô. Một khắc này, toàn bộ cửu châu, vô số hết một hơi lãnh khí thanh âm, dùng dập vang vọng. Phải biết, lúc trước khi tuyệt thế bản tranh đấu, Đại Tần cũng đã là vượt quá tất cả mọi người nhận thức. Tự thân liền vì vô thượng vương triều, còn có một tôn lục địa thần tiên tỏa trấn, đây cơ hồ muốn thành còn lại vương triều ác mộng. Đặc biệt là Đại Hán điều này cũng đã đưa sứ lưu bang không thế không liên hợp còn lại một ít vương triều tổng cộng đối kháng đại tần bất quá khi thiên quân bản xuất hiện đại hán thiết kỵ leo bản thu được thiên đạo chúc phúc về sau đại hán thực lực cũng nhận được trước giờ chưa từng có đề bạc mà liền làm lưu bang vừa mới tỉnh lại một hơi thời điểm đại tần huyết kỵ xuất hiện khiến cho hắn lại một lần cảm nhận được áp lực đương nhiên bởi vì kia huyết kỵ số người chỉ có mấy ngàn hoàn toàn không đủ để để cho trưởng khống mấy chục vạn đại hán thiết kỵ lưu bang cảm thấy uy hiếp cứ việc này huyết kỵ tại thiên quân trên bản bài danh so với đại hán cao hơn một tên nhưng là bây giờ này thiên quân bản thứ hai vậy mà cũng thuộc về đại tần cái này một lần lưu bang thật là không nói hắn rất muốn hỏi vấn thiên nói tại sao phải nhường hắn đại hán cùng đại tần tiếp giáp tuyệt thế bản thiên quân bản cái này đại tần đến tục cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật tê dại nghĩ tới đây lưu bang không khỏi thở dài một hơi cảm thấy tiền đồ một phiến tối tăm hiện tại Duy nhất có thể để cho Lưu Bang cảm thấy một tiêu trấn an chính là, vị kia bày ra thiên quân bản đệ nhị quân đội, tuyệt đối không nên là đại tần chủ lực. Nếu không, đại hán thật là liền vô pháp xoay mình. Lay động. Ngay tại Lưu Bang trong tâm xẹt qua vô số suy nghĩ, âm thầm cầu nguyện thời điểm, thiên đạo kim bản chậm chậm, chậm chảy xuống, bên trên trường thành, hàm cốc quan chờ hình ảnh chậm rãi biến mất, thay vào đó chính là một chi thân khoác khắc giáp thiết kỵ. Cùng lúc, thiên đạo kim bản rộng rãi thanh âm, truyền khắp cửu châu mỗi góc. Thiên quân bản thứ hai, đại tần thiết kỵ. Thống soái, danh vân, vương tiễn, lý tính, vương bí, mông điềm. Thuộc quyền vương triều, tần. Nhàn nhạc thanh âm, không mang theo chút nào cảm tình, lại khiến cho toàn bộ cửu châu, đều chấn động. Đại tần thiết kỵ. Ai cũng hiểu rõ, đại tần thiết kỵ cực kỳ to lớn, số lượng cùng đại hán, đại đường tương tự, là đại tần chính thức chủ lực. Loại này một chi đại quân, lại ghi tên thiên quân bản thứ hai, đối với cửu châu còn lại vương triều đến nói, cũng không là một chuyện tốt đặc biệt là vô thượng vương triều. Vốn là bọn họ cùng đại tần ở giữa, tổng hợp thực lực tương xứng. Nhưng này thiên đạo kim bản buông xuống, đại tần liên tục lên bảng, đã để bọn họ cảm nhận được chính thức uy hiếp